Bonjour, xin chào mọi người có khỏe không? Hôm nay Lu đi ăn với bạn ở một cái nhà hàng ở trên tầng 4 của Lafayette Paris. Ở đây đồ ăn, đồ uống khá là ngon và giá cả thì cũng ok, chấp nhận được. Đồ ăn thì không những là ngon và trang trí cũng rất là xinh luôn, giống như cô nàng trong ảnh này nè. Lu order một cái ly nước Spanish pitas thì cũng ok, không quá ngọt. Nhưng mà sai lầm của Lu là cho cà phê vào nên học uống hơi mệt một chút. Đây là ba cô nàng hôm nay, vừa ăn vừa tám tám rất là vui luôn. Lu là mẹ bỉm sữa nên là được ưu tiên. Hai chị em chia cho đồ ăn thêm nên ăn hơi nhiều. Nói chung là cái sự nghiệp mập không có giảm được. Nào, 1, 2, 3, nâng ly chúc sức khỏe. Đây, bà chị vui tính đang pha trộn nước uống đây. Xanh xanh rất là hợp với trang phục nha. Nhìn cái ly nước như kiểu là mình đang ở Hy Lạp vậy đó mọi người. Xinh ơi xinh luôn. Bà chị vừa uống vừa khen. Trời ơi, ngon xoắn lưỡi luôn. Đấy, rất là xinh luôn mọi người. Những trái tim yêu thương, những bông hồng rực rỡ. Ai mà qua Paris thì đừng có quên là lên lầu của Lafayette để thưởng thức nha. Đảm bảo là mọi người sẽ có những khung hình rất là yêu, rất là dễ thương, rất là xinh luôn. Sẽ nhớ mãi một cái Paris xinh đẹp là La Vie en Rose. Một cuộc sống chỉ có màu hồng thôi. Còn đây là cái cầu thang kế bên. Trời ơi nó đẹp, nó mộng mơ, nó sang chảnh. Nên là Lu cũng dạo dạo chụp ảnh thêm nè. Đây là trên sân thượng nha mọi người. Chịu khó bước lên mấy bước là sân thượng. Ở đây có cái dòng chữ Paris je t'aime rất là đẹp luôn. Paris tôi yêu. Có view tháp Eiffel luôn. Nói chung là xem Paris từ trên cao cực kỳ xinh đẹp luôn. Lãng mạn lắm, yêu lắm. Trời ơi, Paris góc nào cũng đẹp. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại video sau.